ngàn yêu thương cả bốn niềm bay trong gió. Thank you.
chuẩn bị xong, kính mời ban tổ chức. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, dàn bóng bay 18 quả mang theo giải lụa tượng trưng cho đời vua Hùng thứ 18 và mang theo thông điệp của thần dân làng An Vĩnh gửi đến với quý khách gần xa, phát huy truyền thống hiếu trung nhân nghĩa của thân Thanh Hoàng Trừ Công Công Tử để nhớ công đức và tỏ lòng tôn kính đức Thánh Tiên. Hôm nay làng tổ chức lễ tưởng niệm Tam Vị Đồng Thăng và Thành Hoàng làng An Vĩnh ngày 17 tháng 11 năm Mậu Tuất. Sau đây màn thả bóng và gửi thông điệp của thần dân làng An Vĩnh xin được. Nhân dân theo phong tục cổ truyền với lòng tôn kính đức Thánh Tiên, hôm nay làng An Vĩnh tổ chức lễ tưởng niệm Tam Vị Đồng Thăng về trời và cũng là thần Thành Hoàng của làng. Vì theo như cuốn Thần Sắc Phân Tích của làng An Vĩnh được Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam đang quản lý và lưu giữ còn ghi, thần Thành Hoàng là đức Thánh Tiên, tên gọi thường và tên húy Trừ Công Đồng Tử, gọi thường là Thánh Tên, húy là Trừ Đồng Tử. Sau khi học được phép tiên, ngài về các làng ở Đâm Gia Trạch, dùng phép được tiên ông thụ giáo, cứu người chết thì sống lại, người bị bệnh thì khỏi. Vì vậy nhân dân trong vùng không ai là không vui mừng, nhảy múa hành lễ, xin được làm thần tử, lập sinh từ để sau này hương hỏa phụng thờ. Và làng đã thờ ngài từ thời thượng cổ, không thờ vị nào nữa. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, về dự lễ tưởng niệm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã Đại Trạch đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ tưởng niệm, xin trọng giới thiệu các vị đại biểu đại diện cho cán bộ và nhân dân làng Đức Nhuận đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự lễ tưởng niệm hôm nay còn có hơn 600 bà con nhân dân, con em trai dâu gái rể làng An Vĩnh có mặt đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Chí Thịnh, Bí thư chi bộ, trưởng thôn An Vĩnh lên đọc diễn văn buổi lễ, xin trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Trạch. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý. Kính thưa các cụ, công các bà và toàn thể nhân dân trong thôn. Trong cuốn thần tích Dạ Trạch Hóa Từ Ngọc Phổ Lục do Viện Đông Tận các bộ lễ triều vua Lê Anh Tông cùng soạn năm 1572, hiện được lưu trữ tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội còn ghi, Trừ Đồng Tử sinh ngày 12 tháng 8 trong một gia đình do làm nhiều việc thiện mà cuộc sống dư dật. Đến năm 13 tuổi thì mẹ qua đời. Không may nhà lại gặp hoạn nạn, tài sản đồ vật trong nhà cháy hết. Chỉ còn một cái khố vải cha con phải thay nhau mặc mỗi khi ra khỏi nhà. Khi người cha đã bệnh nặng, có lời trăn trối với đồng tử rằng: người đời cực khổ, giàu sang không ngoài mệnh trời, không làm thế nào được, cha nay đã bị bệnh, số trời cho xem ra khó thật. Vạn nhất thế nào, hình thể của cha khi mai táng đã có một nấm đất che phủ, còn giữ lại là cố mà che thân. Dần dọc con xong thì ông thở dài một tiếng rồi qua đời. Đồng tử thương cha lấy khố niệm rồi mai táng cho cha. Sau đó hàng ngày phải ngâm mình dưới dòng sông để bắt cá và xin ăn các thuyền qua lại. Rồi một bỗng một dưng một ngày, đoàn thuyền của công chúa Tiên Dung, con vua Hùng Lệ Vương dạo chơi đến khúc sông, Trừ Đồng Tử đang ngâm mình câu ca. Nghe tiếng chiêng, tiếng trống xéo, cờ dịp tròi, đồng tử khi chợ chén bãi cát đến bên mấy bụi lau bới một chỗ đất để nấp rồi phủ cát lên thân.
Một khoảng khắc sau, thuyền của Tiên Dung ghé vào bờ cát. Lúc này vào tháng tư nắng bức, Tiên Dung và một số thị nữ dạo trên bãi, thấy một chỗ cao long rậm rạp dành cho thị nữ quay màn xung quanh để lấy nước tắm gội. Không ngờ nước chảy cát trôi, thân thể đồng tử hiện ra. Tiên Dung rất ngạc nhiên chẳng ngâu. Rồi thì tử đồng tử thì hoảng sợ muốn tìm cách chạy thoát. Tiên Dung ngăn lại hỏi sự tình, rồi sai người đem quần áo cho đồng tử mặc, dắt tay đưa thuyền và kết duyên thành vợ chồng. Được biết vua cha không đồng tình, hai người không dám về cung, quên màn ở lại trên bãi cát, từ đó gọi là bãi màn chủ. Sau đó hai người vào Hoan Châu, quê hương của hoàng hậu. Từ Hoan Châu, đồng tử tạm biệt Tiên Dung, đi chu du bốn bể. Trên đường gặp Tiên Ông, được Tiên Ông truyền dạy dạo thần chú và ban cho chiếc gậy trúc và một chiếc nót dặn dò. Đầu gậy có thể cứu sống người, chân gậy có thể trừ ác cho mọi người. Khi chống gậy xuống đất, lấy nón chụp lên trên thì tự nhiên thành lâu đài bách bảo. Người chết có thể sống lại, người bệnh có thể khỏi, đều ở trong thần chú và cây gậy trúc. Sau đó đồng tử và Tiên Dung trở lại bãi bàn chủ và từ đó đi chu ngoạn nhiều nơi ở huyện Đông An. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, cũng trong cuốn Thần Tích Quần Ghi, lúc đồng tử và Tiên Dung đến đỉnh làng An Vĩ thì gặp Tây Nương dạo chơi một gian đình cổ. Tiên Dung thấy nàng có dung nhan đẹp mê hồn, làm cho nhận sai cái lặn trăng treo hoa thẹn, bèn hỏi đồng tử có muốn lấy người kia làm thiếp không. Đồng tử mỉm cười, Tiên Dung đoán ra được ý chồng, bước đến chỗ Tây Nương ngỏ ý muốn kết nghĩa chị em về chung sống. Tây Nương thuận tình, Tiên Dung cười nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tiếp đó hai người dắt tay nhau đến chỗ chữ đồng tử làm lễ kết duyên vợ chồng. Lúc đó thấy dân trong làng mang 5-6 thi thể đi mai táng, chữ đồng tử nói với Tiên Dung và Tây Nương, ta có tiên thuật để cải tử hoàn sinh, nay muốn người chết ta đi đến cứu, các nàng có cùng ta đi không? Tiên Dung và Tây Nương nói cứu người là việc đại phúc, sao lại không đi theo? Nói xong cả ba người đến chỗ đám tang, dùng phép thuật cứu được người chết sống lại. Theo đó tiếng tăm xa gần truyền khắp huyện Đông Yên, nhiều người đến nhà họ cứu giúp. Đồng tử dùng phép thuật Tiên Ông phụng giáo cứu người chết sống lại, người bệnh thì khỏi. Nhân dân trong vùng vui mừng khôn xiết, nhảy múa hành lễ xin được lập sinh tử để sau này khói cùng thờ. Làm trong việc trong ba việc phúc, ba người đến một nơi huyện Đông Yên, chống gậy xuống đất, lấy nón phủ lên đầu gậy, tự nhiên lâu thành mọc lên với nhiều tài sản của cải quý giá, sau đó gọi là chầu tự nhiên. Vua cha được tiên nghi ngờ họ làm phản, lệnh cho tướng sĩ khởi binh đến chỉ tội. Lúc đến nơi đã xế vắng hoàng hôn, quan âm quân phải đóng tại trên sông. Đồng tử và Tiên Dung than thở, đào làm con đâu dám chống lại cha. Bỗng nửa đêm một trận cuồng phong lâu dài, sản vật quý giá cùng đồng tử Tiên Dung và Tây Nương một lúc đều bay về trời. Đó là ngày 17 tháng 11. Và cũng theo cuốn Thần Tích ngày 22 tháng 7 1938 của các vị chức sắc làng Yên Vĩnh, thời đó còn ghi từ thường cổ dân làng đã tôn thờ ngài là thần thành hoàng làng. Kính thưa các vị đại biểu, phát huy truyền thống hiếu trung nhân nghĩa của thành hoàng làng, đức thánh tiên trừ đồng tử, nhân dân tôn Yên Vĩnh đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, an ninh chính trị ổn định, đời sống của trích tinh thần ngày càng được nâng cao, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới đến năm 2018, kết hợp với nhà nước và nhân dân đã làm hoàn thành được 5 con đường nội đồng, xóm 3 bằng 3 con, xóm 4 và xóm 5 bằng 2 con đường, và một con đường dự án của xã đang được thi công. Nhà văn hóa đã khánh thành và đi vào hoạt động, vinh dự và tự hào làng được công nhận là làng văn hóa năm 2018, đã tạo được không khí vui vẻ phấn khởi tin tưởng. Đình chùa khu nghĩa trang nhân dân được từng bước quy hoạch nâng cấp cải tạo, cảnh quan làng xóm ngày một khang trang, nhiều dòng họ có quy quen học con cho đỗ đạt ngày càng đông, đều chung một tâm huyết về quê hương cùng nhân dân xây dựng cuộc sống mới ấm no, từng bước cải thiện. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm tam vị hóa hiển thánh và cũng là thần thành làng hoàng của làng. Trước tấm lòng cao cả và tình yêu bất diệt của đức thánh tiên, toàn thể cán bộ và nhân dân tôn Yên Vĩnh xin nguyện: một, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ và chính quyền xã Gia Trạch;
kết nhất trí cao, gắn bó tình làng nghĩa xóm, xây dựng và thực hiện phong trào 3+ ở khu dân cư. 3. Hoàn thành tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới. 4. Đời sống ổn định, từng bước được cải thiện, văn hóa xã hội ngày càng phát triển. 5. Giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cuối cùng, kính chúc các quý vị, khách quý cùng toàn thể nhân dân và con em, trai, dâu, gái, trẻ mạnh khỏe hạnh phúc, chuẩn bị đón một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể nhân dân, buổi lễ tưởng niệm Tam vị Đồng Thăng và Thành Hoàng làng Yên Vĩnh đến đây kết thúc. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể xã Gia Trạch. Cảm ơn quý khách gần xa, cảm ơn toàn thể nhân dân, con em trai dâu gái rể làng Yên Vĩnh. Cảm ơn các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm tài trợ đã tạo điều kiện giúp đỡ tham gia để làng Yên Vĩnh tổ chức thành công buổi lễ tưởng niệm năm 2018 và trở thành ngày truyền thống của những năm tiếp theo. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chuẩn bị đón một năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại ngày này sang năm. Xin trân trọng cảm ơn. Tin cái cổ một ba lần hồ lần thứ ba uống cái xin cộng vàng. Các cô đủ rượu chưa ạ? Vâng. Trong nước em đến rồi, tình yêu đang chờ anh, chỉ có hai ta bên dòng sông dài. Xin anh đừng ra biển, ta đừng bay lên trời, hạnh phúc tình yêu ở giữa cuộc đời. Trái tim trẻ em giấu trong lòng ngực, là của riêng em dành riêng cho anh.
vào rừng thế. Yeah.